Kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây là nội dung Côn đồ Đặng Tiểu Bình từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam tác giả Trần Trung Đạo. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Những hồi bút, văn nô của Đảng trong thời gian qua đã xuất bản hàng loạt sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình với những cái tên tựa đọc rất là dễ bị cao huyết áp như là con đường phi thường của Đặng Tiểu Bình, Đặng Tiểu Bình, một trí tuệ siêu Việt, vân vân. Lẽ ra nên có một tác phẩm kể tội ác của y đối với dân tộc Việt Nam và đặt tựa là Côn Đồ Đặng Tiểu Bình mới đúng. Côn Đồ là hai chữ y dùng để chỉ Việt Nam. Lý do vì Côn Đồ Đặng Tiểu Bình đã từng chủ trương xóa bỏ nước việt nam trong bản đồ thế giới bằng một cuộc chiến đánh phủ đầu đánh phủ đầu theo chủ trương của côn đồ đặng tiểu bình không phải là để rời vài cột mốc đụng độ lẻ tẻ dọc biên giới mà là một cuộc tấn công quyết định trước khi việt nam có khả năng chống trả côn đồ đặng tiểu bình nói với Tổng thống Jimmy Carter trong chuyến viếng thăm Mỹ đầu tiên năm 1979. Bất cứ nơi nào, Liên Xô thò ngón tay tới, chúng ta phải chặt đứt ngón tay đó đi. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger giải thích quan điểm này trong tác phẩm về Trung Quốc. Những gì Đặng Tiểu Bình đề nghị về căn bản là chính sách đánh phủ đầu. Đó là một lĩnh vực trong chủ thuyết quân sự ngăn chặn sự tấn công của Trung Quốc. Nếu cần thiết, Trung Quốc sẽ chuẩn bị phát động các cuộc chiến dịch quân sự để phá vỡ kế hoạch của Liên Xô, đặc biệt là tại vùng Đông Nam Á. Đông Nam Á và ngón tay, theo ý của côn đồ tặng Tiểu Bình, không phải là mục tiêu nào khác mà là Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm Mỹ đầu năm 1979, Đặng không mua chuộc được sự ủng hộ công khai của Mỹ. Mỹ chỉ đồng ý giúp theo dõi sự động binh của 55 sư đoàn Liên Xô phía Bắc và chụp không ảnh của các trận đánh vùng biên giới. Đặng tưởng đó là một thành công, nhưng hóa ra là một thất bại. Nhờ những tấm ảnh chụp từ vệ tinh mà các cơ quan truyền thông quốc tế biết, dân quân Việt Nam ở vùng biên giới, dù không chuẩn bị, đã dạy cho Trung Quốc một bài học đích đáng. Theo nhận xét của Đại tá Russell Howard, thuộc Học viện An ninh Quốc gia của Không quân Hoa Kỳ. Trung Cộng thiệt hại chỉ trong vài ngày bằng hơn một nửa số tổn thất của Mỹ trong 10 năm tham dự chiến tranh Việt Nam. Sau tuần lễ đầu chịu đựng nhiều thiệt hại, nhưng danh sách các vùng chiếm được chỉ là những làng xã dọc biên giới. Côn đồ Đặng Tiểu Bình ra lệnh rằng mọi giá phải chiếm được cho thành phố Lạng Sơn, phủ phủ tỉnh Lạng Sơn để lấy tiếng trước khi rút lui và chiều ngày mùng 4 tháng 3, sau khi nhiều trận giao tranh đẫm máu trong Trung Cộng tiến vào Lạng Sơn và khi rút khỏi những nơi này, quân Trung Cộng đã san bằng tất cả nhà cửa để trả thù cho số xương vong quá lớn. Ký giả Nay An Chan Ra thăm vùng giao tranh vài ngày sau cuộc chiến đã ghi nhận không chỉ các công sở mà cả trường học, bệnh viện đều bị quân Trung Cộng giật sập. Để ngăn chặn khối Việt miên Lào, liên minh với nhau vào tháng 8 năm 1975. Côn đồ Đặng Tiểu Bình đã chia sẻ với Khiêu San Pham, nhân vật số 3 trong Khơ Me Đỏ. Khi một siêu cường Mỹ rút đi, một siêu cường khác, Liên Xô, sẽ chụp lấy cơ hội mở rộng nanh vuốt tội ác của chúng đến Đông Nam Á. Để xóa bỏ Việt Nam, Côn đồ Đặng Tiểu Bình đã ủng hộ Cộng sản Campuchia giết một cách dã man đồng bào Việt sống dọc biên giới Việt Miên. Côn đồ Đặng Tiểu Bình gặp riêng khát máu Pol Pot từ 28 tháng 9 năm và đến 22 tháng 10 năm 1977 tại Bắc Kinh. Khát máu Pol Pot đã chủ trương chỉ cần một người Campuchia diệt được ba chục người Việt, dân Campuchia sẽ tiêu diệt toàn bộ dân tộc Việt Nam. Các cuộc đột kích và đảo Thổ Châu, Phú Quốc, nhiều địa phương thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh đốt phát làng mạc, giết người, bắt cóc, bịt mắt thả sông của phơ mẹ đỏ trong giai đoạn 1977 đến 1978 xuất phát từ chủ trương này. Về mặt đối ngoại, Côn Đồ Tặng Tiểu Bình còn cố gắng thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á, Á Châu và Mỹ. Từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1979, Đặng đã viến thăm hàng loạt quốc gia châu Á như Nhật, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Miến Điện, Nepal. Tại mỗi quốc gia thăm viếng, họ Đặng luôn đem thỏa ước Việt Xô ra hù dọa các nước láng giềng như là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định Đông Nam Á. Đặng phát biểu tại Bangkok ngày 8 tháng 11 năm 1978. Hiệp ước Việt Xô này còn có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Á Châu và Thái Bình Dương an ninh và hòa bình châu Á, Thái Bình Dương và toàn thế giới bị đe dọa. Ngoại trừ Singapore, đặng nhận định ủng hộ của hầu hết các nước quốc gia Đông Nam Á. Lý Quang Diệu sáng suốt chỉ ra cho côn đồ đặng Tiểu Bình thấy, không có một cộng đồng Nga kiều nào tại các nước Đông Nam Á có thể dẫn đến các cuộc nổi dậy của Cộng sản do Liên Xô ủng hộ. Nhưng ở đâu cũng có các tác động cộng hoàng đồng Hoa Kiều được Đảng và Nhà nước Trung Cộng xúi dục và ủng hộ. Việt Nam, quốc gia vùng trái độn giữa hai quyền lực thế giới, chưa bao giờ đứng trước một chọn lựa sinh tử như hôm nay. Một người có trách nhiệm với tương lai của đất nước, dù cá nhân mang tên một thiên kiến chính trị nào cũng phải biết thức tỉnh, đặt quyền lợi dân tộc lên trên, chọn hướng đi thích hợp với đà tiến văn minh dân chủ của thời đại, chấm dứt việc cấy bảo nhận thức tuổi trẻ một tinh thần bạc nhược, Đầu hàng, vinh danh kẻ thù dân tộc. Chỉ với vài trong số rất nhiều tội ác mà lịch sử sẽ lần lượt được viết ra trong tương lai, Đặng Tiểu Bình đáng được gọi là côn đồ. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là nội dung côn đồ Đặng Tiểu Bình từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam của tác giả Trần Trung Đạo đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.